Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 508. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11. Phần chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Bài toán này là bài toán ngược. Vì thế phương pháp giải thầy chọn là sơ đồ, bảo toàn nguyên tố kẽm và sử dụng công thức H cộng phản ứng bằng OH trừ trong ZnOH 4 lần 2 trừ bị mất. Việc đầu tiên thầy vẽ sơ đồ trước, đây là sơ đồ của thầy. Trong sơ đồ này của thầy, cái dung dịch sau cùng có hai trường hợp xảy ra. Thì bài toán này là bài toán hỏi H cộng, tức là sẽ có hai nghiệm tương ứng với hai trường hợp đó. Nhưng đề thi hỏi giá trị nhỏ nhất, vì thế các em chỉ lấy nghiệm đầu tiên này thôi. Lấy nghiệm đầu tiên thì kết quả thầy có như sau. H cộng phản ứng của thầy là V sẽ bằng 0,02 là phản ứng với OH trừ tự do. Cộng với 0,01 nhân với 2. Tại sao lại như vậy? Bởi vì thầy có là ZnOH 4 lần. Tạo thành ZnOH 2 lần thì nó mất 2OH trừ. Vì thế số mol OH trừ phản ứng sẽ là 0,01 nhân với 2. Kết quả tìm V sẽ bằng 0,04 và đổi ra sẽ bằng 40 ml. Đáp án thì có là B.